quả bom này là thực dân Pháp ném ở đèo Lũng Lô. Nghe mọi người kể lại là sau khi quả bom này ném xuống thì nó không trúng thẳng, cho nên nó không nổ. Một quả bom tấn không nổ của thực dân Pháp, một chứng tích của chiến tranh và là thông điệp về hòa bình. Ẩn chứa sau kỷ vật này, âm thanh này là cả một câu chuyện hào hùng và kiêu hãnh của người dân Thượng Bằng La anh hùng. Tiếng kẻng phát ra từ vỏ quả bom thế nhưng lại được vang lên giữa khung cảnh của một vùng quê vô cùng yên bình. Quả bom là biểu trưng cho sự đanh thép bởi chiến thắng của quân và dân nơi đây. Bởi lẽ, sự hủy diệt của bom đạn dù có ghê gớm đến đâu thế nhưng cũng không thể khuất phục bởi ý chí chiến đấu và quyết tâm chiến thắng của những người dân Thượng Bằng La. Hơn 70 năm đã qua, có quá nhiều sự đổi thay trên mảnh đất Thượng Bằng La này. Tuy nhiên, quả bom Pháp thì vẫn còn đây, như một chứng tích cho lòng quả cảm, ý chí không thể thuyết phục của những người con yêu nước trên quê hương anh hùng. Và vỏ bom này cũng có cả một lịch sử đầy kiêu hãnh. Câu chuyện bắt đầu xảy ra từ năm 1952 đến năm 1954. Nhìn thấy trên quả bom thì nó bị méo một bên ở cái phía đầu quả bom. Thế thì cũng nghe mọi người kể lại là sau khi quả bom này ném xuống thì nó không trúng thẳng, cho nên nó không nổ. Và sau này thì bà con nhân dân thì cũng hô nhau, tức là kéo về địa phương để làm cái vật kỷ niệm. Xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nằm ở chân đèo Lũng Lô, một điểm huyết mạch trong tuyến đường 13A nối từ chiến khu Việt Bắc qua Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong toàn tuyến này thì xã Thượng Bằng La nói chung và đèo Lũng Lô nói riêng là trọng điểm phá hoại của bom Pháp. Theo thống kê, trong giai đoạn quân đội ta thực hiện chiến dịch Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã thả xuống khu vực đèo Lũng Lô và xã Thượng Bằng La khoảng 2.000 quả bom như thế này. Cá biệt, có ngày chúng thả tới 200 quả. Và bằng một phép màu nào đó, quả bom này không nổ. Thượng Bằng La thì lúc đấy nó chỉ có khoảng vài trăm hộ thôi. Bắt đầu mở con đường 13 là cầu gỗ thôi. Nhưng mà địch là ném bom chủ yếu ở chỗ cầu Ngoại Lao với đèo Lũng Lô. Quả đấy là bom tấn, nó chiều cao của nó là hơn 1 mét. Và đường kính nó khoảng 60. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, vỏ bom tấn này luôn được người dân Thượng Bằng La gìn giữ và được treo ở vị trí trang trọng nhất tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, người dân Thượng Bằng La lại sử dụng vỏ bom này với những vai trò riêng. Ngay trong chiến tranh, tiếng kèn từ vỏ bom đã vang lên thông báo cho người dân về máy bay địch khẩn trương sơ tán vào nơi ẩn nấp an toàn. Khi đất nước hòa bình, mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau thì vỏ bom lại được phát huy với một vai trò riêng, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Thời kỳ những năm 70-80 thì dân cứ nghe tín hiệu ở đấy, kể cả ở nhà hay là ở trên núi, trên nương là đều nghe cái tín hiệu đấy là biết là trong địa phương có cái sự cố gì, sự kiện gì, là dân người ta hiểu ngay. Cách đây khoảng 20 năm trở về đây thì chúng tôi lại mang thẳng về ủy ban xã để lưu giữ. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng vẫn dùng để làm cảnh giới nghiêm. Hiện nay, Thượng Bằng La là xã đầu tiên của huyện Văn Chấn xây dựng mô hình tiếng kèn an ninh. Đây là mô hình tự quản, tự phòng, tạo nên mối đoàn kết, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm để từ đó nhân dân nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Cứ thế, ngày nối ngày, tiếng kèn an ninh đã trở nên gắn bó, thân thuộc và cũng chính âm thanh ấy đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Sau cái thực hiện cái mô hình tế cảnh an ninh và bóng điện an ninh thì đối với nhận thức của bà con nhân dân thì cũng đã thay đổi về cái nếp nghĩ, việc làm và các cái hoạt động sau 23 giờ. Chiến tranh, bom đạn, sự sống và cái chết luôn gần nhau trong gang tấc. Vỏ bom, kỷ vật cuối cùng còn lại sau chiến tranh, chứng tích tiêu biểu kết nối giữa quá khứ và hiện tại luôn được giữ gìn như một bảo tàng trong lòng dân để nhắn gửi tới muôn đời sau về tinh thần yêu nước,
giá trị của hòa bình, độc lập, tự do